Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin nóng 12 giờ trưa của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin ngày 28 tháng 3 năm 2023 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Xác định vai trò của tiếp viên thứ 5 trong vụ sách ma túy. Nguyễn Đức Chung yêu cầu đồng phạm phải trồng cây thật nhanh. Khởi tố vụ 22 golfer, doanh nhân đánh bạc ở Vĩnh Phúc. Trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo chiêu lừa bố tai nạn. Xả súng tại trường tiểu học ở Mỹ khiến 6 người thiệt mạng. Sau đây là những thông tin mới nhất được chúng tôi cập nhật đến 12 giờ trưa ngày 28 tháng 3. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Liên quan đến vụ 4 tiếp viên Vietnam Airlines mang hộ lô hàng chứa hơn 11kg ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất, cơ quan chức năng cho biết còn có một nữ tiếp viên khác của hãng cũng bị tạm giữ hôm 16 tháng 3, ngay sau khi hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện vụ việc. Nữ tiếp viên thứ 5 tên BTPT, tên viết tắt, được xác định là người đã cung cấp số điện thoại đầu mối gửi hàng tại Pháp cho tiếp viên Trần Thị Thu Ngân nhận hàng. Sau đó Trần Thị Thu Ngân chia hàng cho 3 tiếp viên còn lại mang về Việt Nam. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã cho phép gia đình bảo lãnh để cả 5 tiếp viên được về nhà. Tuy nhiên, 5 người vẫn phải phối hợp điều tra khi có yêu cầu. Cơ quan cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an sáng ngày 28 tháng 3 cho biết, cơ quan này vừa ban hành kết luận đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước cơ quan công an, cựu chủ tịch công ty cây xanh Vũ Kiên Trung đã khai thường xuyên bị ông Nguyễn Đức Chung mắng chửi, gây áp lực, yêu cầu phải trồng cây thật nhanh và đúng ý của ông ta. Tại các cuộc họp giao ban của thành phố Hà Nội, Nguyễn Đức Chung lúc bấy giờ thường xuyên mắng chửi, gây áp lực bằng việc yêu cầu phải trồng cây thật nhanh và đúng ý của ông Chung, nếu không sẽ cách chức hoặc đuổi việc. Theo lời khai của Vũ Kiên Trung, ông cho biết vẫn phải thực hiện vì ông Chung là cấp trên, thường xuyên chỉ đạo gây áp lực. Bên cạnh đó, vào các dịp lễ Tết từ năm 2016 đến năm 2018, Vũ Kiên Trung nhiều lần đưa Nguyễn Đức Chung với tổng số tiền 2,6 tỷ đồng để cảm ơn ông Chung đã tạo điều kiện chỉ đạo các sở thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đặt hàng công ty cây xanh. Hôm qua 27 tháng 3, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa tiến hành khởi tố vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc liên quan đến 22 golfer và doanh nhân xảy ra ở khách sạn DIC Star, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt quả tang đối tượng Trần Anh Linh, 47 tuổi, giám đốc công ty Trần Lê Gia, trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh cùng 21 đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức đánh bài poker. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 4,6 triệu điểm phỉnh, giá trị tương đương hơn 4,6 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu có liên quan. Trong số những người bị tạm giữ hình sự gồm cả các lãnh đạo của Hiệp hội Golf Việt Nam. Sau quá trình kiểm tra 18 địa điểm kinh doanh của chi nhánh công ty cổ phần kinh doanh F88 trên địa bàn tỉnh, hôm qua 27 tháng 3, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết có 17 cơ sở có vi phạm. Cụ thể, các điểm kinh doanh trên tồn tại nhiều vi phạm như hoạt động cầm đồ khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, không lưu giữ bản sao giấy tờ tùy thân của người mang tài sản đến cầm cố, không thực hiện đầy đủ các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự, chưa vào đầy đủ thông tin khách hàng trong sổ quản lý, không bảo quản tài sản cầm cố hoặc bảo quản tài sản cầm cố không đúng nơi đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Nhà chức trách cho biết các chi nhánh điểm kinh doanh của F88 tại Bắc Giang đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật với 16 ngành nghề. Tuy nhiên, các cơ sở này mới chỉ hoạt động trong 4 lĩnh vực chủ yếu là cầm đồ, ký gửi hàng hóa, tư vấn bán bảo hiểm và thanh toán điện nước. Gần đây, hành vi sử dụng công nghệ Deepfake AI tạo ra hình ảnh, video, giọng nói giống hệt người thân để lừa đảo chuyển tiền đã khiến không ít người mắc bẫy. Thông tin về tình trạng này, hôm nay 28 tháng 3, một lãnh đạo công an huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết thủ đoạn này không phải hoàn toàn mới. Để tránh bị lừa, khi gặp trường hợp bạn mình hỏi vay tiền và chuyển khoản, người dân nên gọi điện thoại lại xem người thân, bạn bè có đúng cần tiền không. Tiếp đến cũng phải xác minh số tài khoản đó có đúng họ tên người thân của mình không. Trường hợp nếu người bạn nói tài khoản bị lỗi, phải mượn tài khoản khác, người chuyển tiền cần kiểm tra từ bạn và số tài khoản đang nhận, xem họ quê quán ở đâu và yêu cầu gửi hình ảnh căn cước công dân cho mình xem. Ngoài ra, dấu hiệu để nhận biết lừa đảo là hầu hết những video qua cắt ghép, chỉnh sửa và được công nghệ hỗ trợ đều có chất lượng thấp, mờ ảo, chập chờn như đang ở nơi sóng yếu. Sau đây là những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật.
Sau khi xác nhận thông tin học sinh ở Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh bị người lạ tiếp cận với kịch bản bố bị tai nạn lên xe chú chở tới bệnh viện, tối ngày 27 tháng 3, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ có văn bản yêu cầu các trường tập huấn cho học sinh cách đối phó với những trường hợp tương tự. Theo Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Phú Nhuận, trưa ngày 24 tháng 3, một người đàn ông trung niên chạy xe máy đến tiếp cận với một nam sinh của trường, tự xưng là bạn của bố em này, thông báo bố của em bị tai nạn giao thông và yêu cầu nam sinh lên xe để đưa đến bệnh viện. Em học sinh này biết đây là lừa đảo vì bố em đã mất. Khi giám thị và bảo vệ nhà trường chạy ra thì người đàn ông kia đã đi mất. Ngay lập tức, trường phát cảnh báo nhắc nhở các học sinh nếu đặt xe qua ứng dụng cần kiểm tra đúng biển số xe mới lên xe, đồng thời lưu ý phụ huynh không cho con mang theo nhiều tiền hoặc vật dụng giá trị lớn khi đi học. Công an thành phố Bắc Giang hôm qua 27 tháng 3 cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Công Sang, sinh năm 1994, trú tại thôn Mẫu Sơn, xã Chu Điện, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo điều tra ban đầu, tối ngày 17 tháng 3, anh NVH, tên viết tắt, sinh năm 1999, thường trú tại xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, được Giang là một người bạn quen biết qua mạng xã hội hẹn gặp tại khu vực phía sau gara ô tô Hòa Bình Minh, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang. Sau đó, Giang đã dùng dao khống chế cướp đi một điện thoại di động iPhone 12 Pro Max, một visa màu nâu đựng một thẻ rút tiền ngân hàng Đông Á của anh Hát. Đến ngày 24 tháng 3, lực lượng chức năng đã làm rõ và bắt giữ đối tượng Lê Công Giang, đồng thời thu giữ toàn bộ vật chứng của vụ án. Một clip ghi lại cảnh một bữa nhậu phản cảm đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Trong clip có hai cô gái đứng hát một làn điệu dân ca, người giống đại tá TDV, tên viết tắt, cựu giám đốc công an tỉnh Quảng Trị, ngồi vỗ tay theo nhịp, còn người giống thượng tá NVL, tên viết tắt, trưởng phòng tổ chức công an tỉnh Quảng Trị, đứng dùng dụng cụ gõ nhịp. Tại giây thứ 40, một người đàn ông chưa rõ danh tính ngồi vít cổ một cô gái ôm hôn thảm thiết. Sau đó, người giống đại tá V liên tục rút các tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng để bơ cho các cô gái và đưa tiền cho người giống ông L để ông này cho cô gái đứng hát bên cạnh. Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Trị xác nhận là đã có người báo cáo sự việc, nhưng đến nay, phía công an tỉnh Quảng Trị vẫn chưa có báo cáo chính thức với tỉnh ủy Quảng Trị. Ở phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị theo dõi những thông tin quốc tế nổi bật được cập nhật đến 12 giờ trưa nay, ngày 28 tháng 3. Theo Reuters và CNN, các kế hoạch cải tổ tư pháp của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nội bộ lớn nhất trong lịch sử Israel. Trong bài phát biểu tối qua 27 tháng 3, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố sẽ hoãn cuộc bỏ phiếu thứ hai và thứ ba với phần còn lại của dự luật tới sau lễ quá hải, tức là kéo dài từ 5 đến ngày 13 tháng 4, để thêm thời gian cho một cuộc thảo luận thực sự. Dù Thủ tướng Israel nói rằng kế hoạch cải cách tư pháp sẽ đảm bảo sự cân bằng phù hợp giữa chính phủ được bầu và cơ quan tư pháp, đồng thời không đe dọa các quyền của cá nhân và thiểu số, thì chúng vẫn vấp phải sự phản đối dữ dội và dai dẳng. Trong suốt nhiều tháng liền, hàng trăm ngàn người biểu tình đã xuống đường để phản đối kế hoạch mà họ cho rằng sẽ phá hủy những điều bảo vệ nền dân chủ của Israel. Rạng sáng nay 28 tháng 3 theo giờ Việt Nam, một vụ xả súng xảy ra tại trường tiểu học tư thục Covenant ở Nashville, bang Tennessee, Mỹ khiến 6 người đã thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em. Theo sở cảnh sát Nashville, hung thủ đã bị cảnh sát bắn hạ. Điều tra ban đầu cho biết, hung thủ là một đối tượng 28 tuổi và từng theo học ngôi trường này. Theo thống kê của CNN, đây là vụ nổ súng thứ 19 tại một trường trung học phổ thông hay trường đại học ở Mỹ trong năm nay. Được biết, vào ngày 19 tháng 3, Tổng thống Joe Biden vừa ký sắc lệnh hành pháp quy định xác minh kỹ lưỡng thông tin cá nhân của người mua vũ khí và thắt chặt kiểm soát việc sở hữu. Đây là động thái mới nhất trong chính sách kiểm soát súng đạn được xem là toàn diện nhất của chính phủ Mỹ mà không cần Quốc hội thông qua. Liên quan tới vụ việc Bắc Kinh bắt giữ một công dân Nhật Bản, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày hôm qua 27 tháng 3 cho biết, từ đầu tháng này, một nhân viên của công ty dược phẩm Nhật Bản Atlas Pharma đã bị bắt giữ và áp dụng các biện pháp hình sự vì nghi ngờ tham gia các hoạt động gián điệp. Bên cạnh đó, bà Mao còn nhấn mạnh chính quyền Tokyo cần phải làm nhiều hơn nữa để yêu cầu công dân của mình không tham gia các hoạt động như trên và giáo dục họ tốt hơn về vấn đề này vì những vụ việc tương tự đã xảy ra trong những năm gần đây. Bắc Kinh sẽ xử lý trường hợp của công dân Nhật và đã ra quyết định trả tự do cho người đàn ông này theo luật.
cũng như sẽ tạo điều kiện cho quan chức ngoại giao Nhật tiếp cận công dân của họ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 12 giờ trưa ngày 28 tháng 3. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!